Xin chào quý thính giả đang nghe audio Tiểu Phong. Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện Sư Huynh Của Ta Quá Mạnh, tác giả Khả Ninh. Kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều chuyện của kênh nữa nhé. Xin cảm ơn. Chương 1611, ta tới cấp cho các ngươi trừ chút hỏa chủng. Một đạo thần thức mãnh liệt mà ra, tiềm phục tại Hồ Yên thể nội vực ngoại thiên ma bị Tiêu Y nhẹ nhõm giải quyết. Hồ Yên cũng tại cái này thời điểm đình chỉ dãy ruộng, mắt nhắm lại, ngất đi. Tiêu Y dẫn theo Hồ Yên to lớn hồ ly thân thể trở về, trùng điệp vứt trên mặt đất. Yêu thú từng cái đều là như thế lớn. Tiểu Hồng giải thích nói, bọn hắn tẩu thú tộc đa số hình thể to lớn, chúng ta phi cầm tộc tương đối nhỏ rất nhiều. Hồ Tuyết bên này vội vàng cho Hồ Yên cho ăn mấy khỏa đan dược. Qua một lát, Hồ Yên mới mở to mắt, hóa về hình người. Kế công tử, Mộc Vĩnh công tử, còn có Tiêu cô nương, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn có vị này, Hồ Yên không hổ là hồ tộc vương tử. Mặc dù bị thương, trạng thái tinh thần không tốt, ý thức cũng là mơ mơ hồ hồ. Nhưng vẫn là đứng lên, cố gắng duy trì lấy hình tượng bản thân, cùng đám người từng cái chào hỏi. Bất quá khi nàng nhìn thấy Tiểu Hồng thời điểm, Hồ Yên nhịn không được kinh hô, Hồng, Hồng Khanh. Tiểu Hồng lúc này lộ ra một cái tao bao mỉm cười, đã lâu không gặp, Hồ Ly Tinh. Hồ Yên âm thầm cắn răng, ghê tởm ra hỏa. Quả nhiên cùng chủ nhân là một cái điều dạng. Có dạng gì chủ nhân, liền có dạng gì linh sủng. Nàng hít sâu một hơi, tận lực để cho mình lộ ra thiếu dung. Đối Lữ Thiếu Khanh một đoàn người hành lễ, lần này nhiều đến chư vị hỗ trợ, Hồ Yên vô cùng cảm kích. Có linh thạch sao? Lữ Thiếu Khanh đối Hồ Yên nói, cho ta điểm linh thạch liền tốt. Miễn cưỡng gạt ra thiếu dung trong nháy mắt biến mất. Hồ Yên cảm thấy mình bị thương rất nặng. Hiếu kỳ Tiêu Y mở miệng, các ngươi làm sao cũng tới nơi này, là tìm đến chúng ta sao? Hồ Tuyết lại một lần nữa đem mới vừa nói qua sự tình đại khái nói một lần. Tiêu Y sau khi nghe xong, thật sâu khinh bỉ, các ngươi tẩu thú tộc đầu óc đều là trang trí sao? Vội vàng tới đây đưa đầu người, muốn làm gì? Rõ ràng như vậy cạm bẫy, còn nhìn không ra. Hồ Yên thần sắc nghiêm túc nói, nếu như ta suy đoán không tệ, ta hoài nghi chúng ta vương cùng phi cầm tộc vương nhất định đạt thành một ít hiệp nghị, không phải hắn sẽ không lợi dụng đám người phẫn nộ, lực bài chúng nghị mang theo rất nhiều cao thủ lại tới đây. Lôi cuốn dân ít, để thanh tỉnh người không cách nào phản đối, chỉ có thể bị ép cuốn vào. Đám người nghe đến đó cũng đoán được là ai ở sau lưng giở trò quỷ. Tiêu Y nói, lại là Xương Thần. Thiều Thừa gật đầu, thở dài một tiếng, đoán chừng chính là. Ngẫm lại cũng thế, khủng bố như thế tồn tại, sao có thể không có điểm chuẩn bị ở sau đâu. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy căng thẳng trong lòng, đến tranh thủ thời gian chạy. Hồ Yên cùng Hồ Tuyết liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh nghi. Trước mắt đám này nhân loại cùng thú biết rõ nội tình. Hồ Yên vội vàng nói, Xương Thần là ai? Mang cái thần chữ, nghe xong liền biết rõ không đơn giản. Ngư bức tồn tại. Lữ Thiếu Khanh thuận miệng đáp một câu, không có ý định nói quá nhiều. Hắn đối Hồ Yên nói, người nói không sai, vua của các ngươi khẳng định có vấn đề. Không muốn các ngươi yêu tộc diệt vong, đi làm chết hắn đi. Lữ Thiếu Khanh để Hồ Yên cùng Hồ Tuyết cảm giác toàn thân rét run. Yêu tộc diệt vong, đến cùng là cái gì đáng sợ tồn tại? Tiền bối, Xương Thần là ai? Hồ Yên cũng là toàn thân rét run. Công tử, ngươi sợ không phải đang nói đùa chứ? Lữ Thiếu Khanh liên tục gật đầu. Đúng, nói đùa, các ngươi đừng coi là thật. Hồ Yên cùng Hồ Tuyết trầm mặc, có chút muốn đánh người. Hồ Tuyết dứt khoát lần nữa đối Thiều Thừa nói, tiền bối, mong rằng nói cho chúng ta. Thiều Thừa thở dài, hảo tâm đối hai người nói, trốn đi, có thể trốn bao xa liền chạy bao xa. Đối phương, là đại thừa kỳ tồn tại. Lời này vừa nói ra, Hồ Yên cùng Hồ Tuyết đều tê. Hai người đều có một loại ảo giác, phảng phất chính mình biến trở về bản thể, trở lại khi còn bé. Tại mùa đông trong đống tuyết, bị nhiệt độ rét lạnh cóng đến toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Thật lâu, đại thừa kỳ. Hồ Tuyết răng đã đang đánh nhau, hai chân cũng ẩn ẩn phát run. Đại thừa kỳ, là thế giới có thể chứa đựng nhất cường đại tồn tại, trong lúc phất tay đều có thể hủy diệt thế giới. Là chí cao vô thượng thần. Yêu giới hiện tại liền hợp thể kỳ đều không có, dù là luyện hư kỳ lại nhiều, lại làm sao có thể đối phó được đại thừa kỳ đâu. Chính như Thiều Thừa lời nói, trốn đi, trốn được càng xa càng tốt. Nhưng là, tại đại thừa kỳ trước mặt, cho dù là chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không làm nên chuyện gì. Sao, làm sao lại như vậy? Hồ Yên cũng là đi ngày xưa nên có tỉnh táo cùng thong dong. Xuất thân hồ tộc, càng có thể biết rõ đại thừa kỳ đại biểu cho cái gì. Vì sao lại có dạng này tồn tại? Tiêu Y mang theo đáng thương ánh mắt nhìn qua Hồ Yên, ôn nhu nói, ngươi cho rằng yêu giới hợp thể kỳ vì sao lại biến mất?
ngươi cho rằng Thận Cốc xuất hiện chỉ là ngẫu nhiên. Tiêu Y để Hồ Yên cảm giác được thân thể càng thêm rét run. Lữ Thiếu Khanh đối Tiểu Hồng nói, muốn dẫn kia hai con chim nhỏ đi sao? Đi, bây giờ đi về tiếp nàng nhóm. Biết rõ nơi này phát sinh sự tình về sau, Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm giác nguy cơ càng tăng lên. Bọn hắn tiến vào Thận Cốc, tìm kiếm Thiều Thừa thời điểm, Xương Thần cũng không có nhàn rỗi. Phi Cầm tộc cùng Tẩu Thú tộc chiến đấu tại tiếp tục, Xương Thần khôi phục cũng tại tiếp tục. Trấn Yêu Tháp đã biến thành Nghiêng Tháp, trấn áp đại trận phá đến 7-8 phần. Không chừng Xương Thần sau một khắc liền phá vỡ phong ấn. Lữ Thiếu Khanh cũng không để ý tới tại Hồ Yên, Hồ Tuyết trước mặt ẩn giấu đi, để giới mở cửa, đối Thiều Thừa bọn họ nói, tại nơi này chờ ta. Sau khi nói xong, mang theo Tiểu Hồng chui vào, một lần nữa trở lại Trấn Yêu Tháp nơi này. Trấn Yêu Tháp bên này, Bạch Thước cùng Liễu Xích, Hung Trừ, Doanh Thất Thất cùng Ma Nhiên, mấy cái thương lượng tiếp xuống nên như thế nào thống nhất yêu tộc thời điểm, lại phát hiện Lữ Thiếu Khanh từ truyền tống môn ra. Liễu Xích cái trán gân xanh hẳn lên, đây không phải hắn xuyên giới bàn là cái gì? Lữ Thiếu Khanh rơi xuống đất, nhìn thấy đám người ánh mắt nhìn lấy mình, lập tức kiểm điểm một cái, tọa độ quá gần, hẳn là xa một chút mới đúng. Sau đó đối mấy người phất phất tay, ha ha, họp a, không có ý tứ, ta cái này xòa điểu nghĩ đến mang theo hắn hai cái chim nhỏ ly khai. Doanh Thất Thất cùng Ma Nhiên sắc mặt ngạc nhiên sau khi, cũng có mấy phần mừng thầm. Chim chết cuối cùng còn có chút lương tâm. Làm gì? Hung Trừ lúc này nhảy ra, các ngươi muốn làm gì? Mang về nhà sinh chim nhỏ a. Lữ Thiếu Khanh rất thành thật nói, dù sao các ngươi yêu tộc sớm tối bị diệt, ta cho các ngươi giữ lại một điểm hỏa chủng. Chương 1612, dạy hư Tiểu Hồng. Doanh Thất Thất cùng Ma Nhiên thì sắc mặt đỏ bừng, hận không thể đem đầu nhét vào kẽ đất bên trong đi. Dù sao vừa rồi trên mặt đất đã có rất nhiều cái khe, không cần tận lực đi tìm. Bạch Thước, Liễu Xích cùng Hung Trừ sạm mặt lại. Ngươi chạy vòng trở lại, liền vì chuyện này. Tin hay không chúng ta mắng chửi người. Tiểu Hồng bên này thần sắc bình tĩnh, không có nửa điểm không có ý tứ, hắn đối Doanh Thất Thất cùng Ma Nhiên nói, lão đại nói, yêu giới hiện tại rất nguy hiểm, đến ly khai, ta có thể mang các ngươi đi nhân giới. Hung Trừ mắng chửi người, hỗn trướng, các ngươi muốn làm gì? Ngay trước mặt chúng ta nói muốn đem yêu tộc thiên tài mang đến nhân giới, mấy cái ý tứ. Liễu Xích cũng nghĩ đánh người, cái này thế nhưng là phi cầm tộc thiên tài. Nàng nhóm đi, tương lai phi cầm tộc cầm lông quật khởi. Lữ Thiếu Khanh đối Hung Trừ nói, uy uy, ngươi không được a, đừng ngăn người ta phát tài a. Phát tài, Hung Trừ càng khí. Vừa muốn nói chuyện, Bạch Thước mở miệng hỏi Doanh Thất Thất tốt Ma Nhiên, hai người các ngươi có tính toán gì không? Doanh Thất Thất cùng Ma Nhiên hai người liếc nhau, hai cái mỹ nữ đều đối Tiểu Hồng ném lấy xin lỗi nhãn thần về sau, thái độ kiên định nói, chúng ta muốn lưu lại, trợ lão tổ một chút sức lực. Hai người đều biết rõ thế cục ác liệt, nàng nhóm thân là phi cầm tộc vương tử, không nguyện ý đi thẳng một mạch. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lập tức quay người đối Tiểu Hồng nói, đi thôi. Hai con chim nhỏ phẩm hạnh vẫn được. Đã nàng nhóm quyết định muốn lưu lại, Lữ Thiếu Khanh cũng không có quá nhiều cưỡng cầu. Tiểu Hồng mặt lộ vẻ chần chờ. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, lập tức giật mình. Cái này xòa điểu. Hắn đập Tiểu Hồng đầu một cái, mặc dù ta gọi ngươi xòa điểu, nhưng ngươi đừng thật ngốc. Tiểu Hồng cắn răng, lão đại, cứ thế mà đi, thật được không? Liễu Xích thấy trong lòng vui mừng. Còn tốt, cái này Tiểu Gia Hỏa không có triệt để bị Lữ Thiếu Khanh làm hư. Bạch Thước cũng là âm thầm gật đầu, Tiểu Gia Hỏa, tốt. Lữ Thiếu Khanh đau lòng nhức óc, đi vào yêu giới nơi này, học xấu. Hắn chỉ vào Liễu Xích nói, ngươi đem nhà ta xòa điểu dạy hư mất. Liễu Xích nghĩ phun chết Lữ Thiếu Khanh, đi theo ngươi mới là học cái xấu. Bạch Thước đối Lữ Thiếu Khanh nói, công tử, ngươi liền lưu lại giúp đỡ yêu giới. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không giúp được, đại thừa kỳ, làm sao làm? Bạch Thước nghiêm túc nói ra bọn hắn biện pháp, thống nhất yêu tộc, chỉnh hợp tài nguyên, một lần nữa tu bổ đại trận. Công tử, ta biết rõ ngươi trận pháp vô song, có ngươi giúp bận bịu, nhất định có thể. Lữ Thiếu Khanh vẫn lắc đầu, cái này biện pháp, quá chậm. Xương Thần sắp thoát khốn mà ra. Hung Trừ không vui, một mực tại nói cái này, ngươi sợ không phải tại nguyền rủa chúng ta yêu tộc a? Ngươi nói nó thoát khốn liền thoát khốn. Sự thật như thế, Lữ Thiếu Khanh không có cùng Hung Trừ so đo, thống nhất yêu tộc. Bên ngoài phi cầm tộc cùng tẩu thú tộc óc đều nhanh đánh tới. Xảy ra chuyện gì? Liễu Xích bọn người hoàn toàn không biết bên ngoài phát sinh sự tình. Tiểu Hồng đại khái nói một cái. Làm biết rõ phi cầm tộc đánh lén kỳ thành, mà lại hiện tại hai tộc còn tại Thận Cốc nơi này chém giết, mà hết thảy này cũng có thể là Xương Thần ở phía sau thúc đẩy thời điểm. Liễu Xích mấy người sắc mặt đại biến, mà Bạch Thước sắc mặt thì trở nên trắng bệch. Đại trận phá hư, nàng căn bản không cảm ứng được. Thân là tiền bối, Bạch Thước ngửi được trong không khí nguy hiểm. Nàng lập tức nghiêm sắc mặt,
đối Lữ Thiếu Khanh lần nữa hành lễ, công tử, ta lại cầu ngươi một sự kiện. Lữ Thiếu Khanh có xúc động lôi kéo Tiểu Hồng Mã trên ly khai. Đã công tử ngươi muốn ly khai, ta không có biện pháp ngăn cản, nhưng là ta hy vọng công tử ngươi giúp ta ngăn cản bọn hắn tiếp tục đánh xuống. Chỉ cần công tử chịu giúp chuyện này, công tử ngươi có điều kiện gì cứ việc nói, dù là, Bạch Thước cắn răng, cho dù là 100 ức mai linh thạch. Ân, 1000 ức khẳng định là không có, 100 ức khẽ cắn môi, góp một góp vẫn là có thể góp được đi ra. Liễu Xích hung trừ mấy cái bị giật nảy mình. Lữ Thiếu Khanh cũng ngạc nhiên, điều kiện như vậy đều có thể mở. Không thể không nói người ta có thể trước mắt bối phận, quyết đoán chính là lớn. Lữ Thiếu Khanh rất là tâm động, 100 ức mai linh thạch, nằm ngủ mộng tưởng không chừng có thể thực hiện. Bất quá khi hắn nhìn thấy bên người Tiểu Hồng lúc, Lữ Thiếu Khanh đè xuống trong lòng xúc động. Hắn ánh mắt yếu ớt, trầm ngâm. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể đem Tiểu Hồng cưỡng ép mang đi. Nhưng này dạng sẽ làm bị thương đến Tiểu Hồng, đối Tiểu Hồng không tốt. Tiểu Hồng dù sao cũng là đi theo hắn vài chục năm chim, tình cảm không là bình thường thâm hậu. Lữ Thiếu Khanh đã sớm đem hắn xem như thân nhân của mình đối đãi, tại trong lòng của hắn địa vị không thể so với Thiều Thừa bọn người chênh lệch. Tiểu Hồng không hy vọng ly khai, cũng hy vọng có thể giúp yêu tộc một tay. Hắn cái này làm lão đại, cũng chỉ có thể đủ cứng lấy ra đầu giúp một tay hắn. Lữ Thiếu Khanh đối Tiểu Hồng nói, ta nghĩ biện pháp ngăn cản phi cầm tộc cùng điểu thú tộc chiến đấu, đến thời điểm hết thảy ly khai. Phi cầm tộc cùng tẩu thú tộc tại thận cốc nơi này chém giết, đối xương thần mà nói là chuyện tốt. Ngăn cản hai tộc tiếp tục chém giết, cũng coi là quấy nhiễu xương thần thoát khốn đi. Lữ Thiếu Khanh cuối cùng đối Bạch Thước nói, ai, tiền bối, ai bảo tâm ta mềm đây. Bất quá, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Liễu Xích cùng hung trừ mấy cái, bọn hắn đều nghe lời của ta. Liễu Xích không chút nghĩ ngợi gật đầu, tốt, không có có vấn đề. Hung trừ mặc dù có ý kiến, nhưng là Bạch Thước đều đối Lữ Thiếu Khanh như thế tín nhiệm, hắn cũng chỉ có thể đem trong lòng ý kiến nghẹn trở về. Nghe ngươi chính là, Bạch Thước mừng rỡ, công tử đại ân, yêu tộc khắc trong tâm khảm. Không cần khắc trong tâm khảm, đến thời điểm nhớ kỹ chuẩn bị kỹ càng linh thạch chính là. Bạch Thước tiếu rung động lại một cái. Nhưng là đã nói hết ra, nàng cũng sẽ không đổi ý. Tốt, không có quan hệ, chỉ cần công tử có thể làm được đến. Chỉ cần nguy cơ quá khứ, 100 ức mai linh thạch tất nhiên dâng lên. Yêu giới thống nhất, điểm ấy linh thạch vẫn có thể cầm ra được, cũng không phải 1000 ức. Ai? Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài, khoản này linh thạch có thể cầm được đến tỷ lệ không lớn, coi như giúp xòa điểu một thanh đi. Đi thôi. Lữ Thiếu Khanh lần nữa mở ra xuyên giới bàn, ra ngoài ngăn cản bọn hắn đi. Bạch Thước nhìn xem đám người ly khai, ánh mắt yếu ớt, hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Lữ Thiếu Khanh đem Liễu Xích bốn người mang về. Tiêu Y thấy thế, hiện lúc này nhãn tình sáng lên, nhị sư huynh, lão điểu cùng cẩu hùng cũng đi theo chúng ta cùng một chỗ quay về nhân giới sao? Cái rắm, chúng ta đến bọn hắn làm chút chuyện mới được. Chương 1613, ta đi làm chết các ngươi vương, cứu vớt các ngươi. Hồ Yên nhìn thấy Doanh Thất Thất cùng Ma Nhiên thời điểm, kinh ngạc, các ngươi, làm sao cũng ở nơi đây? Đồng thời ánh mắt hiếu kỳ tại Liễu Xích, cùng hung trừ trên thân vừa đi vừa về tuần sát. Hai người kia, nàng đều chưa thấy qua. Mà khi nàng biết rõ Liễu Xích cùng hung trừ thân phận về sau, càng thêm chấn kinh. Một cái phi cầm tộc thái thượng trưởng lão, một cái là tẩu thú tộc hùng tộc biến mất đã lâu tộc trưởng. Những người này là thế nào cùng tiến tới? Hồ Yên cảm giác được đầu óc của mình không đủ dùng. Mà Thiều Thừa bọn người biết rõ Lữ Thiếu Khanh muốn giúp đỡ ngăn cản phi cầm tộc cùng tẩu thú tộc ở giữa phân tranh. Thiều Thừa biểu thị đồng ý, dạng này cũng tốt, Tiểu Hồng nhận yêu tộc chiếu cố, giúp đỡ bọn hắn lại đi cũng tốt. Không thể để cho người khác nói chúng ta nhân tộc vong ân phụ nghĩa. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, bọn hắn khi dễ xòa điều đồng dạng không ít. Nếu không phải vì xòa điều, Lữ Thiếu Khanh mới không thèm để ý yêu tộc chết sống. Tiêu Y liền nói, nhị sư huynh, Bạch Thước tiền bối cho ngươi linh thạch sao? Tiêu Y nghĩ không ra khác nguyên nhân cùng lý do. Lữ Thiếu Khanh giận mắng, hỗn trướng, ta là như vậy người sao? Không có biện pháp, ai bảo tâm ta mềm, không thể gặp sinh linh đổ thán, quyết định quên mình vì người, giúp yêu tộc một tay. Hung trừ cái thứ nhất ra phá, đánh rắm, không có 100 ức mai linh thạch ngươi sẽ đáp ứng. 100 ức, Tiêu Y muốn cúng bái. Thật không hổ là nhị sư huynh, kiếm linh thạch so uống nước còn muốn đơn giản. Cẩu Hùng, ngậm miệng. Lữ Thiếu Khanh không khách khí đối hung trừ, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép ngươi mở miệng. Không phải ta lập tức quay đầu về nhà, ngươi thử một chút. Hung trừ cái kia hận a, răng đều nhanh cắn nát. Liễu Xích vỗ vỗ bờ vai của hắn, truyền âm nói, đừng cùng hắn chấp nhặt. Tiền bối đối với hắn đặt vào kỳ vọng cao, ngươi coi như cho tiền bối mặt mũi. Hắn làm không được lại nói. Liễu Xích đã nghĩ thoáng, thượng thiên đều muốn đánh chết ra hỏa,
một kẻ phàm nhân cùng hắn đưa khí, sẽ chỉ bị hắn chọc giận gần chết. Đồng thời Liễu Xích trong lòng cũng có mấy phần may mắn. Hung trừ đối Lữ Thiếu Khanh các loại khó chịu, nhảy ra ngược lại bị các loại đánh mặt, bị tức gặp thời thỉnh thoảng muốn thổ huyết. Ngược lại để hắn ở bên cạnh miễn ở gặp. Cái này đồng bạn, không thể chê. Liễu Xích hỏi Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi có cái gì biện pháp? Đi tìm người. Lữ Thiếu Khanh biện pháp đơn giản thô bạo trực tiếp, tìm tới hai tộc vương, giết chết bọn hắn liền tốt. Ta nghiêm trọng hoài nghi hai người các ngươi tộc vương đã là xương thần chó săn. Giết chết bọn hắn, dùng tuyệt đối thực lực chấn áp những người còn lại. Liễu Xích bọn người lông mày nhướng lên, nói nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi nói giết liền giết. Bất quá Liễu Xích cùng Hung Trừ cũng biết rõ muốn tìm tới hai tộc vương, dò xét rõ ràng tình huống lại nói. Lữ Thiếu Khanh dẫn đầu mở đường, trực tiếp hướng Thận Cốc phương hướng mà đi. Trên đường đi, bày khắp thi thể, thầy ngang khắp đồng, nhìn thấy mà giật mình. Những người này đại bộ phận đều là tới đây lịch luyện yêu thú, lại gặp đến tai bay vạ gió. Thận Cốc cổng vào nơi này, đồng dạng bày khắp thi thể. Mọi người đã cảm nhận được chiến đấu ba động. Phi cầm tẩu thú hai tộc ở chỗ này chém giết, máu vẩy trời cao. Đáng chết. Vô luận là Liễu Xích hay là Hung Trừ, nhìn thấy khắp nơi trên đất thi thể, đều hận đến thẳng cắn răng. Lữ Thiếu Khanh đối với cái này không có để ý. Hắn thần thức đảo qua phương viên ngàn dặm vạn dặm phạm vi, tìm kiếm lấy luyện hư kỳ cao thủ vết tích. Luyện hư kỳ thực lực kinh người, bọn hắn càng nhiều sẽ ở cao hơn trên trời chiến đấu, phòng ngừa lan đến gần phía dưới. Lữ Thiếu Khanh rất nhanh liền tìm được hai cái luyện hư kỳ tồn tại, hắn đối Thiều Thừa nói, sư phụ, ngươi cùng sư muội bọn hắn lưu tại nơi này, chính mình chú ý một chút, có việc tranh thủ thời gian phát tín hiệu. Sau khi nói xong, cùng Kế Ngôn xông lên trời, Liễu Xích cùng Hung Trừ cũng theo sát phía sau. Luyện hư kỳ chiến đấu, không tới phiên hóa thần kỳ đến nhúng tay. Thiều Thừa nhìn xem hai cái đồ đệ thân ảnh, thổn thức không thôi, già thật rồi. Vẫn là sẽ Thiên Ngự Phong bảo dưỡng tuổi thọ, ôm một cái cháu trai đi. Trên bầu trời, vô số cương phong như dao xẹt qua. Hóa thần kỳ lại tới đây, cũng trèo trống không được bao lâu, cũng chỉ có luyện hư kỳ mới có thể không nhìn nơi này hung hiểm. Một cái đầu bạc diều hâu cùng một cái hồ ly tại lẫn nhau chém giết, hai người giết ra chân hỏa, ánh mắt đỏ bừng, lộ ra bản thể. Lấy nguyên thủy nhất phương thức va chạm, gầm thét, gào thét, không đem đối phương xé thành mảnh nhỏ thế không bỏ qua. Lữ Thiếu Khanh lại tới đây về sau, lần đầu tiên liền phát hiện bọn hắn có vấn đề. Mặc dù luyện hư kỳ tâm thần kiên định, ý chí hơn người, nhưng ở loại này tình huống phía dưới, vẫn như cũ dễ dàng bị vực ngoại thiên ma thừa lúc vắng mà vào. Mà lại, Lữ Thiếu Khanh còn chú ý tới, trên người bọn họ loáng thoáng tản mát ra sương mù màu đen. Quả nhiên là sương thần. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nghiêm túc. Hai người đánh cho càng lợi hại, bị thương càng lợi hại, bọn hắn liền càng dễ dàng bị ăn mòn. Bất quá, Liễu Xích hừ lạnh một tiếng, ngay tại chiến đấu hai người trong nháy mắt tỉnh táo lại. Hai người thân là luyện hư kỳ, bị nhắc nhở về sau, thể nội vực ngoại thiên ma cũng liền kêu thảm biến mất. Liễu trưởng lão, đầu bạc diều hâu đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mừng rỡ, chỉ vào hồ tộc luyện hư cao thủ nói, Liễu trưởng lão, giết hắn, ngu xuẩn. Liễu Xích chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Ngươi cũng không nhìn một chút thế cục bây giờ. Nhanh đi ngăn cản những người khác. Hung Trừ cũng ra đối hồ tộc người nói, Hồ Huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hồ tộc người trừng to mắt, ngươi là Hung Trừ. Ngươi không phải chết sao? Hung Trừ cười ha ha, nói rất dài dòng, có rảnh sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại, ngươi đi ngăn cản những người khác, không thể tiếp tục đánh rơi xuống, nếu không đại họa lâm đầu. Thân là Hồ Ly, lòng nghi ngờ rất nặng. Ngươi vì cái gì cùng phi cầm tộc cùng một chỗ? Hung Trừ hừ lạnh, ngươi đừng làm bộ dạng này, nói cho ngươi, tốt nhất đi ngăn cản những người khác. Ngươi thân là hồ tộc, không có phát giác được chuyện không thích hợp sao? Lữ Thiếu Khanh mới mặc kệ bọn hắn, hai người các ngươi tộc vương đâu? Hồ tộc luyện hư cao thủ cảnh giác nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi tìm chúng ta vương làm gì? Ta đi làm chết hắn. Lữ Thiếu Khanh thành khẩn nói, ta muốn cứu vớt các ngươi yêu tộc. Một phen kém chút để hồ tộc cao thủ kém chút cắn đầu lưỡi. Loại lời này cũng dám nói, làm ta là 3 tuổi hồ ly sao? Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, vừa muốn nói chút gì. Liễu Xích bên kia đã hỏi ra, chỉ một cái phương hướng, ở bên kia. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh một nhóm thẳng đến bên kia mà đi. Chương 1614, Kim Ô huyết mạch. Doanh Kỳ ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt Toàn Diệu cùng Mặc Họa. Nàng hai mắt phun lửa, sát ý trùng thiên. Đáng chết, hai người các ngươi thế mà liên thủ. Mặc Họa tiếu dung lạnh nhạt, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, tràn đầy tự tin, Doanh Kỳ, ngươi đầu hàng đi. Doanh Kỳ hận đến muốn nổ. Nàng cùng Toàn Diệu lại một lần nữa ở chỗ này đánh nhau, nhưng chưa từng nghĩ Mặc Họa từ phía sau lưng đánh lén. Nàng trăm mối vẫn không có cách giải.
toàn diệu cái này luyện hư, 9 tầng cảnh giới người vì cái gì sẽ bị mặc họa thuyết phục? Vì cái gì hai người sẽ liên thủ? Trong đó đến cùng có âm mưu gì? Vì cái gì? Doanh Kỳ phẫn nộ gầm thét, ngươi cho ta nói rõ ràng. Ngươi đã nói lại tới đây, có thể nhất thống yêu tộc, tại sao muốn gạt ta? Thân là ưng tộc tộc trưởng, nàng biết rõ yêu tộc không thể một mực dạng này phân liệt xuống dưới, nhất định phải liên hợp lại. Nàng một mực hy vọng nhất thống yêu tộc, đã không còn phi cầm cùng tẩu thú phân chia. Cho nên, cho dù cảm thấy có vấn đề, nhưng nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng mặc họa, đi tới đây. Tuyệt đối không nghĩ tới, đến sau này, mặc họa thế mà thay đổi đầu thương tới đối phó nàng. Mặc họa thiếu dung càng sâu, Doanh Kỳ, chính như ta đối với ngươi lời nói, vì yêu tộc thống nhất. Nhưng, muốn bằng vào ta phương thức đến thống nhất, mà không phải phương thức của ngươi. Phương thức gì? Doanh Kỳ tựa hồ phát hiện trước mắt mặc họa trở nên 10 phần lạ lẫm. Đã không phải là nàng chỗ nhận biết cái kia mặc họa. Ngươi nghĩ biết rõ. Mặc họa cười ha ha, đầu hàng đi, từ bỏ chống lại, buông xuống đề phòng. Thần phục với ta cho ngươi biết. Ánh mắt lóe ra âm tàn cùng đắc ý, để Doanh Kỳ càng thêm tin tưởng mình cảm giác. Mặc họa đã không phải là cái kia mặc họa. Đáng chết, ngươi rốt cuộc là ai? Mặc họa cười ha ha, ngươi rất nhanh sẽ biết rõ. Toàn Diệu, giết nàng đi. Nói với Toàn Diệu nói bất chi bất giác bên trong đã dùng tới mệnh lệnh ngữ khí. Doanh Kỳ nhìn thấy Toàn Diệu thế mà nghe theo mặc họa. Toàn Diệu, ngươi thân là tẩu thú tộc vương, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Toàn Diệu đã cảm thụ qua mặc họa phía sau tồn tại, hắn tin tưởng không nghi ngờ, đã sớm biến thành đối phương chó săn. Vì đột phá, mặt mũi cái gì, có trọng yếu không? Không trọng yếu. Toàn Diệu cười lạnh, xấu hổ. Không có thực lực mới gọi xấu hổ. Ngươi thức thời ngoan ngoãn đầu hàng đi. Toàn Diệu thái độ làm cho Doanh Kỳ một trái tim chìm đến ngọn nguồn. Chính mình mù quáng tín nhiệm, để cho mình lâm vào tuyệt cảnh. Nàng một đôi mắt ưng đảo mắt chu vi, cũng định rời đi nơi này. Bị mặc họa đánh lén, lực chiến đấu của nàng tổn hao nhiều, một cái Toàn Diệu đều khó mà đối phó, chớ nói chi là mặc họa ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Ngươi đừng hòng chạy. Mặc họa xem thấu Doanh Kỳ tâm tư, hắn nói, hôm nay, ngươi chạy không được đến. Doanh Kỳ cắn răng, ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt, ta hôm nay ở chỗ này xảy ra chuyện, ưng tộc sẽ không bỏ qua ngươi mặc nha tộc. Ha ha, mặc họa tựa hồ nghe đến chuyện cười lớn, hôm nay, không đơn giản ngươi chạy không thoát, lại tới đây người tất cả đều chạy không thoát. Lời vừa nói ra, Doanh Kỳ cảm thấy thân thể phát lạnh, ngươi dạng này sẽ hủy phi cầm tộc. Mặc họa cười đến càng thêm vui vẻ, cười to vài tiếng về sau, nhìn xem Doanh Kỳ ánh mắt tràn đầy thương hại, như là thượng vị giả, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem tầng dưới chót sâu kiến cái chủng loại kia thương hại. Phi cầm tộc, tẩu thú tộc cũng là như thế. Doanh Kỳ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Toàn Diệu. Toàn Diệu lạnh lùng biểu lộ đã nói rõ hết thảy. Doanh Kỳ cảm giác được thân thể của mình lạnh hơn, như là rơi vào hầm băng đồng dạng. Phi cầm tộc cùng tẩu thú tộc vương thế mà tự mình bán bọn hắn tộc nhân, chuyển đi, ai dám tin? Vì cái gì? Doanh Kỳ theo bản năng hỏi. Đến cùng có gì có thể đáng giá bọn hắn làm như vậy? Mặc họa cười lạnh một tiếng, không có ý định để Doanh Kỳ chết được minh bạch. Lạnh lùng vung tay lên, Toàn Diệu một chảo vung ra. To lớn cẩu chảo che khuất bầu trời, tựa như thiên hà sụp đổ, đối Doanh Kỳ đập ầm ầm hạ. Đáng chết! Doanh Kỳ phẫn hận không thôi, hai tay kết ấn, một cỗ phong bạo phóng lên tận trời, cùng cẩu chảo hung hăng đụng vào nhau, sinh ra bạo tạc để không gian chung quanh gần như bật nát, vết rách bò đầy bầu trời. Phát tiết năng lượng như là gợn sóng đồng dạng một đợt nối một đợt khoách tán. Lực lượng dùng để, Doanh Kỳ sắc mặt trắng bệch, thể nội huyết khí lan lộn. Nàng bị mặc họa đánh lén, bị thương, trạng thái không tốt, so với Toàn Diệu kém rất nhiều. Hưu, một tiếng vang nhỏ, sau lưng tầng không gian tầng xếp, một đạo hắc ảnh đánh tới. Doanh Kỳ đã sớm tất cả phòng bị, trước tiên tránh đi, cũng không để cho người đánh lén thành công. Hèn hạ, Doanh Kỳ hận đến răng đều muốn cắn nát. Mặc họa ở bên cạnh thỉnh thoảng xuất thủ đánh lén, để Doanh Kỳ cảm giác sâu sắc áp lực. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Mặc họa không có chút nào xấu hổ, trên thân tựa hồ toát ra sương mù màu đen, lộ ra 10 phần âm tàn, trừ khi ngươi đầu hàng. Nằm mơ. Cao ngạo Doanh Kỳ hét lớn một tiếng, dứt khoát đối mặc họa khởi xướng tiến công. So với địch nhân, phản đồ mới là nhất làm cho người thống hận. Ngươi lấy cái gì đến cùng ta đấu? Đối mặt với Doanh Kỳ tiến công, mặc họa lộ ra 10 phần nhẹ nhõm, vung tay lên, đồng dạng là một cỗ phong bạo phản kích, nhẹ nhõm triệt tiêu Doanh Kỳ tiến công. Tiếp lấy thể nội linh lực vận chuyển, không khí chung quanh tựa hồ bốc cháy lên, một thân ảnh từ sau lưng của hắn phóng lên tận trời. Rõ ràng là một cái hỏa nha, trên thân liệt hỏa cháy hừng hực, nóng bỏng như mặt trời. Kim Ngô huyết mạch, Toàn Diệu vẻ mặt nghiêm túc, có thể lưu truyền đến hiện tại yêu tộc, nhà ai không có ngưu bức tiên tổ. Bất quá theo thời gian trôi qua,
tiên tổ thuần chính huyết mạch đã sớm pha loãng lại pha loãng. Đến bây giờ, cũng chỉ có huyết mạch thuần khiết hạng người, tu luyện tới cảnh giới nhất định, mới có thể tỉnh lại tiên tổ huyết mạch. Trước đó Côn Bằng cùng Họa Đấu, đều là Doanh Kỳ cùng Toàn Diệu huyễn hóa ra tới. Nhưng mà, nhìn thanh thế to lớn, uy lực mạnh mẽ. Trên thực tế càng nhiều chỉ là một cái chủ nghĩa hình thức, là dùng tới dọa cấp thấp tu sĩ. Nhưng mà Mặc Họa không đồng dạng. Phóng lên tận trời Kim Ô lại tản mắt ra một cỗ uy nghiêm, tựa như chân chính Kim Ô xuất thế. Doanh Kỳ cũng là tê cả da đầu, nàng cảm nhận được một cỗ áp chế. Làm sao có thể? Nàng khó có thể tin, khủng bố như thế uy áp, chẳng lẽ là chân chính Kim Ô? Mặc Họa huyết mạch đã siêu việt phản tổ đẳng cấp sao? Hừ, nho nhỏ huyết mạch, trò cười. Mặc Họa trên mặt toát ra một cỗ hắc vụ, như là mang theo một tầng màu đen khăn che mặt, nhìn ta như thế nào giết ngươi. Chương 1615, tuyệt lộ Doanh Kỳ. Kim Ô diệu thế, xẹt qua bầu trời, đem Doanh Kỳ bao phủ đi vào. Doanh Kỳ dù là hóa thành bản thể, đem hết toàn lực, dù là huyễn hóa ra Côn Bằng thân ảnh cũng không cách nào đào thoát. Cuối cùng bị thao thiên hỏa diễm thôn phệ. Cuồn cuộn hỏa diễm, che khuất bầu trời, mấy trăm dặm bầu trời đều bị nhuộm đỏ. Cho dù là tại cao cao trên bầu trời, kinh khủng nhiệt độ đồng dạng truyền lại tới mặt đất phía dưới. Uy thế kinh khủng, đáng sợ uy lực, để mặt đất yêu thú chạy tứ phía, như là gặp được tận thế đồng dạng. Toàn Diệu trong lòng kinh dị, đáng sợ như vậy uy lực, cho dù là hắn cũng không chiếm được lợi ích. Nhưng là, Toàn Diệu rất nhanh liền phấn chấn. Vị kia tiền bối quả nhiên lợi hại. Mặc Họa không khác mình là mấy, lại có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy sức chiến đấu. Chính mình quả nhiên không có lựa chọn sai. Toàn Diệu ánh mắt hưng phấn, trong lòng kích động. Mặc Họa chiếc này thuyền hải tặc, hắn trên định. Chỉ cần có thể đột phá, dù là tẩu thú tộc toàn diệt, dù là chính mình tộc nhân toàn diệt cũng không quan hệ. Hai cái đùi tẩu thú khó tìm, nhưng là bốn chân tẩu thú vô cùng vô tận. Đột phá luyện hư kỳ, tiến vào hợp thể kỳ, yêu giới sẽ bị hắn dẫm tại dưới chân. Đến thời điểm, còn muốn cái gì xe đạp? Toàn Diệu ánh mắt như là trên trời hỏa diễm đồng dạng nóng bỏng nhìn qua Mặc Họa. Mặc huynh lợi hại, vừa ra tay liền để Doanh Kỳ chết không có chỗ chôn. Toàn Diệu trong lòng âm thầm nghĩ, Mặc Họa cùng tiền bối giao hảo, nhiều vỗ vỗ mông ngựa của hắn chuẩn không sai. Phô thiên cái địa thiên hỏa, phảng phất có thể đem bầu trời hòa tan. Doanh Kỳ khí tức cũng biến mất tại trong ngọn lửa, Toàn Diệu cảm thấy Doanh Kỳ chết chắc, không có khả năng tại loại công kích này phía dưới sống sót. Hừ, Mặc Họa cao ngạo nhìn hắn một cái, chỉ là luyện hư kỳ, không biết tự lượng sức mình. Ta đi, chính ngươi còn không phải luyện hư kỳ. Nếu không phải ngươi đánh lén nàng, ngươi có thể một chiêu diệt nàng. Chó bên trong miệng nhả không ra ngả voi. Phi, làm sao chửi mình đây? Toàn Diệu trong lòng âm thầm khinh bỉ một cái, trên mặt tiếp tục chất đầy tiếu dung. Mặc huynh, cái gì thời điểm có thể nhìn một chút tiền bối đâu? Yên tâm. Mặc Họa ánh mắt quét ngang phía dưới, cách thật dày tầng cương phong. Nhưng Mặc Họa vẫn như cũ có thể cảm thụ được phía dưới chiến đấu. Hắn khóe miệng nhếch lên đến, cười lạnh không thôi, đợi chút nữa mặt người đánh cho không sai biệt lắm rồi nói sau. Chết đi, chết càng nhiều càng tốt. Toàn Diệu mặt phía trên không biểu lộ, ánh mắt đồng dạng âm tàn, tâm tình không có chút nào ba động. Dù là phía dưới có hắn tộc nhân, hắn cũng không thèm để ý. Chỉ cần mình có thể đột phá, cái khác hết thảy đều có thể không quan tâm. Hô! Cương phong xẹt qua, rất nhanh, lửa cháy ngập trời bắt đầu biến mất. Mặc Họa cùng Toàn Diệu biểu lộ hơi động một chút. Doanh Kỳ thân ảnh xuất hiện tại trong ngọn lửa. Doanh Kỳ đầy người chật vật, vết thương trồng chất, trên thân mang theo cháy đen cùng máu me đầm đìa vết thương. Nàng khí tức trở nên vô cùng suy yếu, tựa như nến tàn trong gió. Cảm giác được Doanh Kỳ khí tức, Toàn Diệu minh bạch, Doanh Kỳ nhất định là dùng cái gì bí kỹ cấm chiêu loại hình pháp thuật, mới có thể từ ngập trời trong hỏa hoạn còn sống sót. Bất quá, Toàn Diệu cười lạnh, nỏ mạnh hết đà, vùng vẫy dãy chết. Mặc huynh, đem nàng giao cho ta đi. Cũng không thể để người khác đem sự tình toàn làm, hắn cũng muốn làm điểm. Nên, đáng chết. Doanh Kỳ phẫn hận nhìn chằm chằm Mặc Họa cùng Toàn Diệu hai người. Phẫn nộ ánh mắt hận không thể để đem hai người tan. Doanh Kỳ, còn không chịu đầu hàng sao? Toàn Diệu cười lạnh bay gần mấy bước, cười lạnh liên tục, giống nhìn xem người chết, người hôm nay trốn không thoát. Doanh Kỳ cũng biết mình khó mà đào tẩu, nàng hận ý trung thiên, cho dù chết, ta cũng sẽ không để các ngươi tốt qua. Tự biết chính mình khó mà chạy thoát, Doanh Kỳ cũng ôm quyết tâm quyết tử, dự định cùng hai người đồng quy vu tận. Hiện tại sẽ ký thác với mình phân thân có thể gánh vác được đi. Chấp mê bất ngộ, chết không có gì đáng tiếc. Toàn Diệu cười lạnh một tiếng, phía sau cũng xông ra một đạo to lớn thân ảnh. Trên đầu mơ hồ thiêu đốt lên hỏa diễm, phân nhánh cái đuôi như là cái kìm. Toàn Diệu tiên tổ huyết mạch, Họa Đấu. Bất quá cùng Mặc Họa Kim Ô so sánh, vô luận là thanh thế, vẫn là bộ dáng đều kém rất nhiều.
Mặc Họa thấy cảnh này, coi nhẹ nhìn xem khóe miệng cười lạnh đến càng thêm lợi hại. Múa rìu qua mắt thợ, toàn rượu lại là bản thân cảm giác tốt đẹp. Hừ, Mặc Họa làm được, dựa vào cái gì ta làm không được. Ta cũng muốn làm thật xinh đẹp, để tiền bối đối ta càng thêm coi trọng. Toàn Diệu hét lớn một tiếng, Doanh Kỳ, ngươi chịu chết đi. To lớn họa đấu thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, tựa như Thái Sơn áp đỉnh. Ầm ầm, chung quanh cương phong tự hồ cũng vì vậy mà bốc cháy lên. Nặng nề uy lực lại một lần nữa để bầu trời giống sập đồng dạng. Cút, Doanh Kỳ hét lớn một tiếng, đối mặt với áp lực cực lớn, nàng một ngụm tiên huyết phun ra ngoài, thay đổi sau cùng linh lực. Chung quanh cương phong lôi cuốn mà đến, hóa thành một cỗ to lớn phong bạo. Hô hô, tầng cương phong phẳng phất đứt gãy, vô số cương phong hóa thành phong bạo xé rách hết thảy. Bành! Một tiếng vang thật lớn, hai cỗ lực lượng va chạm, Doanh Kỳ toàn thân tiên huyết cuồng phún, nhưng nàng gắt gao để cho mình đứng tại chỗ. Dù là thân thể che kín vết thương, lúc nào cũng có thể sẽ chia năm xẻ bảy, nàng cũng làm cho chính mình định tại nguyên chỗ, tử chiến không lùi. Toàn Diệu thân thể lay động một cái, thể nội linh khí hỗn loạn. Mặc dù thụ thương không nặng, nhưng là đủ để cho hắn cảm thấy mình mất hết mặt. Hắn trạng thái tốt đẹp, vẫn còn không làm gì được Doanh Kỳ. Cái này khiến hắn như thế nào tại tiền bối trước mặt thêm điểm. Đáng chết. Sát ý tăng vọt, Toàn Diệu gầm thét, Doanh Kỳ, ngươi muốn chết. Doanh Kỳ cười lạnh, như cùng nàng bản thể, cao cao tại thượng hùng ưng, cao ngạo kiêu ngạo. Nếu như không phải Mặc Họa, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Đều chết hết trước mắt, còn tại mạnh miệng. Toàn Diệu càng nổi giận hơn, hôm nay liền xem như thiên vương lão tử tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Chết đi cho ta. Phẫn nộ Toàn Diệu dứt khoát biến trở về bản thể, một đầu to lớn chó xuất hiện, răng nanh bén nhọn, phong mang dọa người. Giống. Toàn Diệu nhào lên, há to mồm, đối Doanh Kỳ hung tợn cắn răng. Đối mặt với Toàn Diệu nhào lên, Doanh Kỳ trên mặt hiện lên một tia lạc tịch, nhưng sau đó rất nhanh biến thành kiên định. Đã đánh không lại, nhảy không xong, tự đồng quy vu tận đi. Cho dù chết, cũng muốn kéo lên một cái đệm lưng. Nghĩ đến chỗ này, Doanh Kỳ thể nội linh khí vận chuyển, một cỗ khí tức bắt đầu tràn ngập. Bất quá ngay tại cỗ này khí tức tràn ngập thời khắc, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện tại Doanh Kỳ trước mặt, cầm trong tay trường kiếm, phong mang tất lộ. Chương 1616, Xương Thần. Kiếm quang phóng lên tận trời, sáng chói vô cùng, tựa như thần long xuất thế. Kiếm ý như là mưa to gió lớn cọ rửa mà đi, đem không có chút nào phòng bị Toàn Diệu bao phủ. Phốc, phốc, phong mang kiếm ý, cắt đứt hết thảy. Gào thét mà đến Toàn Diệu bị kiếm quang bao phủ, trong nháy mắt bão tố ra vô số tiên huyết. Huyết vụ khuếch tán, tiến tới biến mất tại cương phong bên trong. A, Toàn Diệu vội vàng không kịp chuẩn bị, kêu thảm một tiếng, vội vàng thu tay lại lui lại. Doanh Kỳ ngạc nhiên, thân ảnh màu trắng, tựa như trên trời rơi xuống kiếm thần. Một kiếm đồ diệt thế gian quỷ mị quỷ quái. Doanh Kỳ là ưng tộc tộc trưởng, sống thật lâu, đã sớm khám phá sinh tử, thế gian rất nhiều chuyện đã thấy rất nhạt, đối với ngoại giới có rất ít chuyện có thể làm cho nàng sinh lòng gợn sóng. Nhưng mà lần này, lòng của nàng lại nhịn không được nhảy dựng lên. Vốn cho rằng tình thế chắc chắn phải chết, lại nghênh đón chuyển cơ. Doanh Kỳ có loại trở lại giờ nhỏ yếu bất lực, bị thiên địch truy sát, mà may mắn trốn qua một kiếp cảm giác. Một trái tim kịch liệt nhảy lên, kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác để hô hấp, của nàng trở nên nặng nề dồn dập lên. Doanh Kỳ nhìn trước mắt màu trắng bóng lưng, như kiếm bàn thẳng tắp, như kiếm bàn phong mang. Phảng phất một thanh thần kiếm trực chỉ bầu trời, bế nghệ thiên hạ. Nhân loại thân thể có vẻ hơi gầy yếu, nhưng lại cho người ta một loại không có gì sánh kịp an tâm cùng an tâm. Phảng phất sau lưng hắn, coi như thế giới này hủy diệt, cũng có thể được che chở. Hắn, là ai? Doanh Kỳ trong lòng sinh ra hiếu kỳ, nàng có loại xúc động đi lên đem đối phương lay quay đầu, nhìn rõ ràng người này chân diện mục. Ngươi là ai? Lúc này, Toàn Diệu thanh âm truyền tới, tức hổn hển, ngươi đang tìm cái chết sao? Ngươi biết không biết rõ ta là ai? Tiền bối hẳn không có đang âm thầm quan sát a? Không phải ta đừng nói thêm điểm, không trừ điểm ta đều phải tạ thiên tạ địa. Chó a! Một cái uể oải âm thanh truyền đến. Mặc Họa, Toàn Diệu giật mình nhìn hướng người tới. Doanh Kỳ cũng quay đầu thấy được người tới, giật mình, Liễu trưởng lão. Người tới chính là Lữ Thiếu Khanh một đoàn người. Liễu Xích phẫn nộ nhìn chằm chằm Mặc Họa. Mặc Họa, ngươi muốn làm gì? Mặc Họa đầu tiên là giật mình, trong lòng sinh ra mấy phần kiêng kỵ, tại trong ấn tượng của hắn. Liễu Xích cũng không phải một cái dễ trêu tồn tại. Lai lịch bí ẩn, liền liền hắn là phi cầm tộc vương cũng không biết rõ Liễu Xích nhất hệ nội tình. Bất quá, Mặc Họa cũng không sợ Liễu Xích, hắn cười ha ha nói, Liễu trưởng lão, ngươi tới được vừa vặn, tranh thủ thời gian giết nàng, nàng đã phản bội phi cầm tộc. Toàn Diệu cũng là vội vàng phụ họa, không sai, không đơn giản phản bội phi cầm tộc, mà là phản bội toàn bộ yêu tộc.
ta lấy tẩu thú tộc vương danh nghĩa hướng ngươi cam đoan. Liễu Xích ánh mắt càng thêm băng lãnh, trong lòng đã nổi lên nồng đậm sát ý, hỗn đản tiểu tử nói không sai, phi cầm tộc cùng tẩu thú tộc vương đô có vấn đề. Hung trừ cũng là đằng đằng sát khí, toàn diệu, ngươi biết rõ ngươi đang làm cái gì. Ngươi mới là phản bội yêu tộc người. Ngươi là ai? Toàn diệu hung tợn nhìn chằm chằm hung trừ, cảm nhận được hung trừ khí tức về sau, hắn giật mình, ngươi là hung trừ. Ngươi không phải tại thận cốc bên trong vẫn lạc. Lữ Thiếu Khanh mở miệng, được rồi, đừng ở chỗ này chắp nối. Đừng làm đến mọi người hình như rất quen bộ dáng. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhìn thẳng Mặc Họa, đúng không, Xương Thần? Lời này vừa nói ra, Liễu Xích cùng hung trừ trong nháy mắt dùng mình, sắp sợ tè ra quần. Xương Thần. Hắn là Xương Thần. Nhưng biết rõ Xương Thần thân phận cùng thực lực, hai người thất thố, cùng kêu lên kinh hô. Để Doanh Kỳ cùng Toàn Diệu thấy nghi hoặc không thôi. Xương Thần là ai? Nghe rất ngư bức dáng vẻ. Kế Ngôn cũng quay đầu hỏi Lữ Thiếu Khanh, hắn chính là Xương Thần. Chiến ý đã bắt đầu bộc phát, đấu trí bắt đầu thiêu đốt. Nói nhảm, ngươi không có ngửi được cái kia cỗ mùi khai. Lữ Thiếu Khanh đưa tay tại cái mũi trước mặt phẩy phẩy, mặt mũi tràn đầy chán ghét. Loại vị đạo này, cách 108.000 dặm ta đều có thể nghe được, buồn nôn chết rồi. Muốn nói cùng bọn quái vật dây dưa sâu nhất, trừ Lữ Thiếu Khanh ra không còn có thể là ai khác. Cho dù là Kế Ngôn, cũng không có loại này trực tiếp cảm giác. Cùng Xương Thần từng có tiếp xúc về sau, Lữ Thiếu Khanh khoảng cách gần thấy được Mặc Họa, trong nháy mắt biết rõ Mặc Họa chính là cái gì thành phần. Mặt ngoài là cá nhân, sau lưng là chỉ quạ đen, chân chính lại là Xương Thần. Mặc kệ là bị đoạt xá, bị ăn mòn, vẫn là thế nào? Mặc Họa không phải lúc đầu Mặc Họa. Kế Ngôn nghe vậy, âm thầm gật đầu, thì ra là thế, trách không được ta cũng có loại cảm giác chán ghét. Sau đó bá khí nói, hắn là của ta. Cái gì mèo a, chó a, cũng không bằng Xương Thần có ý tứ. Doanh Kỳ nhìn xem Kế Ngôn bá khí dáng vẻ, nhịn không được mở miệng, vị này đạo hữu, cẩn thận một chút. Mặc Họa không để ý đến Kế Ngôn, mà là nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, kinh nghi bất định. Thân phận của hắn trăm ngàn năm qua đều không có lộ ra sơ hở, không có người đoán được hắn đã biến thành người khác. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại một ngụm nói toạc ra. Nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, thời gian dần trôi qua, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm vô cùng, các ngươi là ai? Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng cười một tiếng, hù dọa hắn nói, chúng ta mới từ thận cốc chỗ sâu ra, bản thể của ngươi đã bị chúng ta đánh chết phơi mặn làm. Mặc Họa đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha, ngữ khí khinh miệt, ha ha, trò cười. Đã các ngươi đưa tới cửa, vậy liền giết các ngươi. Mặc Họa cười xong về sau, trên thân toát ra hắc vụ càng tăng lên, như là một tầng quỷ vụ bao phủ trên người hắn, thanh âm mang theo âm trầm, giết các ngươi, thôn phệ các ngươi, lại càng dễ thoát khốn. Các ngươi một đám người ô hợp, chủ động đến đây chịu chết, quá tốt rồi. Bị gọi ra thân phận, Mặc Họa chẳng những không sợ, ngược lại hung hăng, như là một đầu nhắm người mà phệ hung thú. Âm tàn đáng sợ ánh mắt, để Liễu Xích cùng hung trừ, Doanh Kỳ ba người nhịn không được lạnh lùng run rẩy một chút. Hung trừ đối Toàn Diệu quát, Toàn Diệu, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cũng không nên chấp mê bất ngộ. Toàn Diệu sắc mặt âm tình bất định. Lý nãi nãi, tiền bối thế mà ngay tại bên người, cái này được đến giảm điểm. Bất quá, nghe, Xương Thần cũng không phải cái gì tốt nhân vật. Toàn Diệu ở trong lòng đắn đo được mất. Mà lúc này, Lữ Thiếu Khanh thì bất mãn đối với hung trừ nói, ngươi hô cái gì hô, con chó này xem xét có bệnh chó dại, sớm làm thịt. Đáng chết. Toàn Diệu giận dữ, cũng trong nháy mắt làm ra quyết định, hắn lạnh lùng đứng ở Mặc Họa bên người. Chương 1617, yêu giới chó cũng giống như người cuồng vọng như vậy sao? Đáng chết. Hung trừ tức giận đến nổi trận lôi đình, đường đường tẩu thú tộc vương, thế mà phản bội mình tộc nhân, cho Xương Thần làm chó săn. Hung trừ khí Toàn Diệu, nhưng cùng lúc cũng nhìn hằm hằm Lữ Thiếu Khanh. Ngươi không biết nói chuyện, bớt tranh cãi, có thể chết sao? Ngươi không nói, có lẽ sẽ không đem Toàn Diệu đẩy lên đối diện đi. Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, hai tay một đám, lộ ra dáng vẻ vô tội, chuyện không liên quan đến ta nha. Hung trừ suýt chút nữa thì điên rồi, ngươi còn vô tội. Tiền bối có phải hay không bị lôi điện bổ choáng váng, thế mà tin cái này chết nhân loại. Nhìn thấy hung trừ hai mắt nổi lên, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào hắn nói, ấy ấy, chú ý thái độ của ngươi. À, hung trừ bị tức đến chỉ có thể gào khan, như là phát tình công gấu tìm không thấy gấu cái đồng dạng. Hận không thể tìm một chút đồ vật thu thập một phen phát tiết một chút. Doanh Kỳ ngạc nhiên nhìn qua bị tức phải nổi điên hung trừ, trong lòng đối Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thân phận cảm thấy hiếu kỳ. Bọn hắn là ai? Toàn Diệu cười lạnh, vô luận là Lữ Thiếu Khanh hay là hung trừ, nhìn xem liền khôi hài. Đi theo dạng này người có thể có cái gì tiền đồ? Đương nhiên là đi theo tiền bối có tiền đồ. Đến thời điểm tiền bối cho điểm chỗ tốt, đột phá luyện hư kỳ không phải trong chớp mắt sự tình.
vừa rồi giảm điểm, hiện tại đến tốt hơn biểu hiện mới được. Hắn đối Mặc Họa nói, tiền bối, để cho ta đi đối phó hắn. Chỉ là tiểu tử, không biết sống chết, cũng dám đối tiền bối bất kính. Biết rõ Mặc Họa đã không phải là Mặc Họa, là cái kia thần bí tiền bối, Toàn Diệu thái độ đối với Mặc Họa càng phát ra cung kính, hận không thể biến thành bản thể, lung lay cái đuôi, lấy đó trung tâm. Mặc Họa nhàn nhạt gật đầu, cao ngạo không thôi, tư cách người bề trên hiển thị rõ. Nhìn qua đám người ánh mắt tràn đầy coi nhẹ, một đám tàn tật hạng người, cũng dám ở trước mặt ta cản rỡ. Mặc dù là phân thân, mặc dù chỉ là luyện hư kỳ hậu kỳ 9 tầng cảnh giới, nhưng tản ra thượng vị giả khí tức, cao cao tại thượng, khí thế ép người. Liễu Xích, Hung Trừ cùng Doanh Kỳ ba người cảm nhận được áp lực lớn lao. Trong lòng ba người đối với Mặc Họa thân phận càng thêm vững tin. Không phải xương thần, không có loại này đáng sợ uy áp. Không phải trên tinh thần, mà là trên linh hồn. Phảng phất là một cái cao vị diện vô thượng tồn tại. Đối mặt với Mặc Họa, Lữ Thiếu Khanh cười lạnh một tiếng, chậm rãi tiến lên, đi vào Kế Ngôn bên người. Quạ đen, ta ghét nhất chính là miệng quạ đen. Kế Ngôn minh bạch Lữ Thiếu Khanh ý tứ, liền nói ngay, ta có thể đối phó hai người bọn họ. Ngươi không khoác lác sẽ chết sao? Lữ Thiếu Khanh tức giận nói, ngươi đánh thắng được quạ đen sao? Đánh không lại, để cho ta tới, dù sao hai người bọn họ đều phải chết. Lữ Thiếu Khanh thở dài, ưu thương không thôi, muốn trộm lười đều không được, cũng không biết rõ bị chó cắn muốn hay không trích. Kế Ngôn cùng Hắc Thước chiến đấu thời điểm bị thương, đánh Mặc Họa cùng Toàn Diệu bên trong bất kỳ một cái nào đều có áp lực, chớ đừng nói chi là hai cái. Về phần Liễu Xích, Hung Trừ đồng dạng thụ thương, càng thêm trông cậy vào không lên bọn hắn. Kế Ngôn cũng không tranh luận, chỉ vào Mặc Họa lần nữa cường điệu nói, hắn là của ta. Cuồng vọng, chó săn Toàn Diệu gầm thét, muốn chết. Hai người các ngươi cùng tiến lên. Ngốc chó, ngươi thật là càn rỡ, yêu giới chó cũng giống như ngươi cuồng vọng như vậy sao? Phía sau Hung Trừ không nhả ra không thoải mái. Hắn đối Liễu Xích nhà rãnh nói, ai cuồng vọng, chính hắn không có điểm tự biết sao? Doanh Kỳ cái này một lát mới có thời gian mở miệng, Liễu trưởng lão, bọn họ là ai? Kế Ngôn cao lãnh, Lữ Thiếu Khanh cả lơ phất phơ, hai người xem xét chính là từ trái nghĩa. Vô luận là Liễu Xích, vẫn là Hung Trừ, tựa hồ cũng đối hai người nói gì nghe nấy. Bọn hắn là nhân loại, một đôi sư huynh đệ. Áo lam kia tiểu tử là Hồng Khanh chủ nhân. Doanh Kỳ trừng to mắt, ngày thường lãnh ngạo trên mặt hiện tại tràn đầy kinh ngạc. Nhân loại, xấu tiểu tử Hồng Khanh chủ nhân, nhân loại làm sao lại xuất hiện ở đây? Doanh Kỳ trừng trừng nhìn qua Liễu Xích, còn có, xương thần là ai? Liễu Xích khẽ thở dài một cái, việc quan hệ yêu tộc tồn vong. Đem sự tình đại khái nói một lần. Doanh Kỳ nghe được lần nữa trừng to mắt, cao lãnh nàng lại một lần nữa thất thố, bờ môi run run một cái, đại thừa kỳ. Đại thừa kỳ quái vật xuất hiện, yêu giới còn chơi cái rắm a? Yêu giới tất cả yêu thú cùng một chỗ thăng thiên đi. Doanh Kỳ dừng một cái, trong lòng bất an, hỏi Liễu Xích, bọn hắn, có thể đối phó xương thần sao? Liễu Xích lắc đầu, ngữ khí uể oải, không có. Hung Trừ tức giận nói, có cái dám biện pháp. Xương thần một khi xuất thế, có ai có thể đối phó được hắn? Liền xem như tiền bối cũng không được. Liền xem như cấp 8 pháp khí, liền xem như bạch thước, cũng đối phó không được đại thừa kỳ xương thần. Doanh Kỳ không biết rõ nói cái gì cho phải, bọn hắn, hiện tại. Liễu Xích thở dài, nói, hiện tại đầu tiên muốn ngăn cản phi cầm cùng tẩu thú hai tộc chiến đấu. Xương thần đem hai tộc người dẫn tới nơi này, làm cho tất cả mọi người chém giết, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Ngăn cản bọn hắn, thống nhất yêu tộc, tập hợp yêu tộc lực lượng nhìn có thể hay không lần nữa đem xương thần chấn áp. Doanh Kỳ gật đầu, cắn răng, giọng căm hận nói, nếu là biết rõ Mặc Họa chính là xương thần, cho dù là đồng quy vu tận cũng muốn giết hắn. Bọn hắn cái này một nhóm người là yêu tộc nhất cường đại tồn tại, bảo hộ yêu tộc là trách nhiệm của bọn hắn. Bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy yêu tộc diệt vong. Liễu Xích nhìn qua Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn, mặt lộ vẻ lo lắng, hiện tại chỉ có thể dựa vào hai người bọn họ. Doanh Kỳ kinh ngạc, bọn hắn có thể đánh bại Mặc Họa cùng Toàn Diệu. Nhân tộc ngư như vậy sao? Hung Trừ hừ một tiếng, hắn nhưng không có đem hy vọng toàn bộ khí thác vào Lữ Thiếu Khanh, hai sư huynh đệ trên thân. Không được, chờ hai cái tiểu tử cùng bọn hắn liều đến lưỡng bại câu thương thời khắc, chúng ta lại xuất thủ. Đây là không có biện pháp. Liễu Xích cùng Hung Trừ sức chiến đấu không đủ cường thịnh một nửa, chỉ có thể biệt khuất ở bên cạnh nhìn xem, chờ đợi lấy cơ hội xuất thủ. Doanh Kỳ một thời gian không biết rõ nói cái gì cho phải. Yêu tộc vận mệnh thế mà đặt ở hai cái nhân tộc trên thân. Ngẫm lại cũng đủ châm chọc. Yêu tộc không có ai sao. Nghĩ đến chỗ này, Doanh Kỳ ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn. Sau khi Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh hai người lộ ra chính mình khí tức thời điểm, Doanh Kỳ ánh mắt lập tức trở nên ảm đạm, trong lòng càng thêm không ôm hy vọng. Luyện hư trung kỳ, 6 tầng cảnh giới.
luyện hư hậu kỳ, 7 tầng cảnh giới. Đánh cái kế báo. Dám a. Vô luận là Mặc Họa hay là Toàn Diệu đều là hậu kỳ 9 tầng cảnh giới. Doanh Kỳ tuyệt vọng. Ngay tại Doanh Kỳ tuyệt vọng thời khắc, Kế Ngôn xuất thủ. Chương 1618, một bàn tay đập bay. Kế Ngôn không nói nhảm, thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Mặc Họa trước mặt. Vô Khâu kiếm lóe hàn quang, hung hăng đối Mặc Họa đánh xuống. Thật can đảm. Chó săn Toàn Diệu thấy thế, lập tức hét lớn một tiếng, đối thủ của ngươi là ta. Hừ. Kế Ngôn hừ lạnh một tiếng, kiếm quang tăng vọt, như sáng chói tinh hà, chút xuống. Thình lình đem Toàn Diệu cùng Mặc Họa toàn bộ bao phủ ở bên trong. Mặc Họa ánh mắt lóe lên vẻ tức giận. Sâu kiến cũng dám hướng thần linh động thủ. Bất quá nhìn thấy Toàn Diệu xuất thủ, hắn không có lập tức xuất thủ, mà là lạnh lùng nhìn xem. Một cái luyện hư trung kỳ sâu kiến, không đáng giá nhắc tới. Toàn Diệu một tiếng gào thét, vô hình ba động khuếch tán, hung hăng phóng tới Kế Ngôn. Nhưng mà, Kế Ngôn cái này một kiếm như là một gậy trùng điệp đập vào trên mặt nước. Toàn Diệu công kích như là mặt nước bị xé ra, kiếm quang thế đi không giảm, thẳng đến hai người. Đáng chết. Phốc, Toàn Diệu trên thân lại một lần nữa toát ra vô số huyết hoa. Liền liền Mặc Họa cũng là biến sắc. Phong mang kiếm ý vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn vung tay lên, tay phải phẳng phất giống một cái cánh. Kích động gió lốc, vô số cương phong hội tụ, cùng Kế Ngôn một kiếm va nhau. Phốc, vẫn như cũ như là rút đao đoạn thủy, phong mang kiếm ý xẹt qua, tại Mặc Họa trên mặt lưu lại một đạo rất nhỏ vết thương. Vết thương không lớn, nhục nhã tính cực mạnh. Mặc Họa con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên. Cái này cùng cầm bàn tay quất vào trên mặt hắn khác nhau ở chỗ nào? Đừng làm phân thân không có tôn nghiêm, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Mặc Họa gào thét, sương mù màu đen xuất hiện, đem hắn bao phủ, tựa như ma vương hiện thế đồng dạng. Phát giác được Mặc Họa đáng sợ khí tức, Toàn Diệu bên này càng thêm lo lắng. Tiền bối đối với hắn điểm ấn tượng sẽ không phải giảm trở về không đi. Bức thiết hy vọng vãn hồi hình tượng hắn hô to, tiền bối đem hắn giao cho ta. Mà ở phía xa, thấy cảnh này Doanh Kỳ nhãn tình sáng lên. Mãnh liệt như vậy Kế Ngôn, để trong nội tâm nàng hào cảm tăng lên điên cuồng. Mới vừa rồi còn tràn đầy thất vọng nàng ánh mắt trở nên sáng lên, nhịn không được khẽ quát một tiếng, tốt. Bất kể là ai, chỉ cần là Mặc Họa cùng Toàn Diệu đều là bằng hữu tốt. Nói cái gì cũng muốn nâng cái chàng tử. Nàng nhịn không được lộ ra thiếu dung nói, xem ra hai cái nhân tộc cũng không phải là bao cỏ, có lẽ có cơ hội đánh bại bọn hắn. Lời còn chưa nói hết, Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền đến, trung khí 10 phần, đằng đằng sát khí. Ngốc chó, đối thủ của ngươi là ta mới đúng. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh quỷ mị xuất hiện sau lưng Toàn Diệu. Lăn đi. Toàn Diệu cũng không quay đầu quăng một tay, lực lượng cường đại để không gian chung quanh sụp đổ. Ôi! Lữ Thiếu Khanh như là phá búp bê vải, lập tức bị đâm đến bay ngược biến mất tại cương phong bên trong. Doanh Kỳ thiếu dung ngưng kết, nàng muốn đem mới vừa nói ra thu hồi đi. Chơi đây! Vừa khen xong, ngươi liền cho ta tới này vừa ra. Cố ý a! Người tốt xấu cũng so sư huynh của ngươi mạnh một điểm, biểu hiện kém như vậy. Doanh Kỳ cảm thấy Liễu Xích cùng Hung Trừ ánh mắt rơi trên người mình, siêu cấp không được tự nhiên. Nghĩ nghĩ, Doanh Kỳ lại nói, vị kia công tử là có khác kế sách sao? Chuyện cho tới bây giờ, có thể thổi liền thổi, không phải vì Lữ Thiếu Khanh tìm mặt mũi, mà là vì chính mình tìm mặt mũi. Hung Trừ cười lạnh một tiếng, cùng tiền bối đại chiến, lại bị thiên lôi bổ, miệng gọp gan thỏ ra hỏa. Hắn đến cùng từ đâu tới tự tin có thể ngăn cản hai tộc chiến đấu? Liễu Xích cũng thở dài, ai cũng coi như làm khó hắn. Hắn so chúng ta không tốt đẹp được bao nhiêu, chúng ta làm tốt chuẩn bị đi. Doanh Kỳ ngạc nhiên, nói hồi lâu, nguyên lai cũng là thụ thương nhân sĩ, bị Toàn Diệu đánh bay là đương nhiên. Doanh Kỳ phiền muộn a, sớm biết rõ dạng này, chính mình cái rắm đều không thả một cái. Hai vị, hiện tại có gì biện pháp? Liễu Xích đối Doanh Kỳ nói, đi đem những người khác triệu tập lại đi. Để bọn hắn nhìn rõ ràng Mặc Họa cùng Toàn Diệu chân diện mục. Ngăn cản hai tộc tiếp tục chém giết tiếp mới được. Doanh Kỳ gật gật đầu, kéo lấy thụ thương thân thể cấp tốc rời đi. Liễu Xích cùng Hung Trừ ở bên cạnh áp trận, nhìn thấy Kế Ngôn một người cùng Mặc Họa, Toàn Diệu chiến đấu. Hung Trừ không thể không sợ hãi thán phục, Kế Ngôn, nhân tộc thiên tài chân chính. Quá mạnh, cho dù hắn đối Lữ Thiếu Khanh có ý kiến, cũng tìm không ra Kế Ngôn bất kỳ tật xấu gì. Phong mang kiếm ý, cho dù là hắn cũng cảm thấy kiêng kỵ. Yêu tộc bên này, cùng thế hệ, cùng tuổi những cái kia yêu thú cộng lại cũng không kịp Kế Ngôn nửa phần. Kế Ngôn đã siêu việt bọn hắn nhiều lắm, cùng bọn hắn không tại cùng một cái cấp độ bên trên, mọi người không có biện pháp cùng nhau chơi đùa. Liễu Xích đồng dạng kinh thán không thôi, Hiểu huynh thực lực mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng là hắn có hai, một đồ đệ tốt. Vốn muốn nói hai cái, nhưng là Liễu Xích cảm thấy Thiều thừa mặt khác hai cái đồ đệ, và chữ tốt dựng không lên bên cạnh.
một điểm lễ phép đều không có, có thể đem nhân khí chết. Hung Trừ cắn răng, ngữ khí kiên định nói, nhất định phải ngăn cản xương thần âm mưu, thống nhất yêu tộc, hảo hảo dạy dỗ tuổi trẻ bọn tiểu bối. Ta có dự cảm, thiên hạ tương lai đại biến. Liễu Xích gật đầu, không sai, ta cũng có loại cảm giác này. Hai người nói, Hung Trừ mày nhăn lại đến, nhìn chằm chằm xa xa Kế Ngôn, kỳ quái, Lữ Thiếu Khanh kia tiểu tử đi nơi nào. Hắn thật yên tâm để Kế Ngôn một người đối phó Mặc Họa Toàn Diệu hai người. Lữ Thiếu Khanh bị Toàn Thì Diệu một bàn tay đập bay biến mất tại cương phong bên trong, đến bây giờ cũng không thấy bóng dáng. Mà Kế Ngôn đã là bị Mặc Họa cùng Toàn Diệu đè lên đánh, tình thế bắt đầu trở nên không ổn. Kế Ngôn nói cho cùng cũng là luyện hư trung kỳ, hơn nữa còn là mang theo tổn thương. Dù là hắn mạnh hơn cũng không có khả năng một người đối phó hai cái luyện hư, hậu kỳ 9 tầng cảnh giới tồn tại. Chớ đừng nói chi là Mặc Họa cùng Toàn Diệu hai người đầy ngập lửa giận, sát ý trùng thiên, mỗi một lần xuất thủ đều là kinh thiên động địa, sát khí nghiêm nghị. Bàng bạc linh lực quét sạch, cường đại năng lượng đối bính, không gian xung quanh vòng đi vòng lại sụp đổ. Không gian không ngừng chấn động để thế giới này phảng phất lâm vào tận thế, lúc nào cũng có thể sẽ hủy diệt. Bất quá, vô luận Mặc Họa cùng Toàn Diệu hai người như thế nào công kích, Kế Ngôn đều có thể từng cái hóa giải. Kế Ngôn lĩnh vực toàn bộ triển khai, bên người mấy trượng cự ly tựa như cấm khu, dù là không khỏi trời nghiêng đất rung, năng lượng chút xuống, cũng không làm gì được hắn nửa điểm. Toàn Diệu cùng Mặc Họa là càng đánh liền càng nổi nóng. Hai người liên thủ oanh kích, cho dù là một cái thế giới cũng sẽ bị đánh vỡ. Lại không làm gì được một cái nho nhỏ luyện hư trung kỳ. Truyền đi, còn có mặt mũi sao? Toàn Diệu càng là lo lắng không thôi, tiếp tục như vậy, thêm cái giám điểm A. Lúc này, hắn gầm thét một tiếng, tiểu tử, nhận lấy cái chết. Gầm lên giận dữ, Toàn Diệu khí tức tăng vọt, hóa về bản thể, to lớn thân ảnh che khuất bầu trời, đối Kế Ngôn hung hăng cắn một cái hạ. Chương 1619, thất phẩm khí linh. To lớn thân ảnh, tựa như thiên cẩu. Đối Kế Ngôn hé miệng, vô số cương phong gào thét mà lên, bị nó thôn phệ. Hung Trừ sắc mặt nghiêm túc, thiên cẩu thôn nguyệt. Khuyển tộc tất sát tuyệt chiêu, hấp lực cường đại có thể thôn phệ hết thảy. Toàn Diệu làm khuyển tộc tộc trưởng, thực lực cường đại, so với Toàn Đỗ xuất gia càng thêm cường đại. Theo Toàn Diệu miệng rơi xuống, không gian xung quanh trở nên vặn vẹo, phảng phất cũng phải bị thôn phệ. Vô số cương phong gào thét, liên hồi một chiêu này uy lực. Kế Ngôn có thể khống chế phạm vi chỉ có bên cạnh hắn mấy trượng cự ly. Tại mấy trượng phạm vi bên trong, Kế Ngôn tựa như vô địch. Vô luận Toàn Diệu vẫn là Mặc Họa một thời gian đều không làm gì được hắn. Toàn Diệu một chiêu này dứt khoát đem vùng không gian này thôn phệ, dù là lại vô địch, cũng phải bị thôn phệ. Mặc Họa rời khỏi một bên, lạnh lùng nhìn xem Kế Ngôn. Bây giờ nhìn ngươi làm sao bây giờ? Liễu Xích vẻ mặt nghiêm túc, một chiêu này không dễ phá giải. Hung Trừ nhìn thấy Kế Ngôn thờ ơ, lập tức gấp, móa, kia tiểu tử muốn làm gì? Hắn không làm chút gì sao? Hay là hắn không làm được cái gì? Kế Ngôn không có bất kỳ động tác, duy trì vốn có tư thái, không nhúc nhích. Nhìn xem Kế Ngôn cao lãnh dáng vẻ, Hung Trừ suy đoán, cái này tiểu tử, sẽ không phải cảm thấy một chiêu này đối với hắn không tạo được tổn thương a? Hắn muốn chết phải không? Xa xa Mặc Họa cũng là thờ ơ lạnh nhạt, muốn chết. Giống, theo gầm lên giận dữ, Toàn Diệu miệng hung hăng khép lại, đem Kế Ngôn thôn phệ đi vào. Hỏng bét, xa xa Liễu Xích cùng Hung Trừ nhịn không được đập đùi, hắn muốn chết sao? Hắn thật sự coi chính mình vô địch a? Hung Trừ gầm thét, coi như đánh không lại, ít nhất cũng phải làm chút gì a? Khoanh tay chịu chết, nhân loại đều là đồ đần sao? Ha ha, thôn phệ Kế Ngôn Toàn Diệu cũng không nhịn được phát sinh cười ha ha. Thiên cẩu bộ dáng hắn cười ha ha, thanh âm chấn động cửu tiêu, không biết tự lượng sức mình ra hỏa, cũng dám ở trước mặt ta phách lối, cuối cùng giết chết hắn, hừ, dạng này ở phía trước mặt có thể hào hào thêm điểm đi. Nhưng mà, bỗng nhiên một vòng kiếm quang phóng lên tận trời, từ cương phong bên trong giết ra, tựa như ẩn núp hồi lâu thích khách, tại con mồi buông lỏng cảnh giác trong nháy mắt đó xuất thủ. Phốc, kiếm quang trùng thiên, hóa thành thiên địa cự kiếm, hung hăng đem Toàn Diệu đầu chó bổ xuống. Đầu chó trên như là hồ nước lớn nhỏ, hai mắt mang theo nồng đậm kinh ngạc, còn không có kịp phản ứng. Màu đỏ cầu huyết phun ra, như là thác nước chảy dòng. Sau một khắc, đồng dạng là một đạo kiếm quang sáng lên, Kế Ngôn từ chó trong bụng lao ra. Một màn này cũng nhìn ngây người tất cả mọi người. A, Toàn Diệu thê thảm thanh âm vang lên, thân ảnh của hắn cấp tốc thu nhỏ, một lần nữa hóa thành nhân hình. Đối với bọn hắn loại này cấp bậc mà nói, không có triệt để hủy diệt, cho dù là bưng đầu tay gãy đều không có vấn đề gì. Bất quá bị chặt đầu chó, lại bị mở ngực mổ bụng, Toàn Diệu một cái mạng đã đi hơn phân nửa. Toàn Diệu dáng vẻ mười phần thê thảm, cổ, trên bụng tiên huyết chảy ròng, phía trên kèm theo kiếm ý để hắn nhất thời hồi lâu ngăn không được tiên huyết. Nên, đáng chết.
Toàn Diệu ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Nhìn cái gì vậy? Lữ Thiếu Khanh không có dừng tay, làm thịt chính là ngươi cái này ngốc chó. Ông! Bầu trời ảm đạm, phảng phất mở thiên môn, vô số tinh quang lấp lánh tinh không xuất hiện tại chúng đầu người đỉnh phía trên. Mà tại xa xôi tinh không chỗ sâu, một vòng trăng sáng như ẩn như hiện. Sau một khắc, chín đạo tinh quang phóng xuống tới, phảng phất xé rách vô số không gian, vượt qua vô tận hư không, mang theo tiếng oanh minh rơi xuống. Đây là cái gì? Toàn Diệu bên này cũng không kịp đập mấy cái đan dược, sát cơ cũng đã đi vào trên đầu. Chín đạo tinh quang trở thành giữa thiên địa chói mắt nhất hào quang chói mắt, lấp lánh hết thảy. Toàn Diệu dọa đến toàn thân lông chó dựng thẳng lên đến, khứu giác nhạy cảm hắn phảng phất đã ngửi được tử vong khí tức. Giống, Toàn Diệu lại một lần nữa biến trở về bản thể, cổ của hắn cùng bụng vết thương lộ ra càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Linh lực trong cơ thể điên cuồng xa chuyển, đồng thời một kiện linh giáp bị hắn mặc lên người. Quang mang tiến một bước bùng lên, chung quanh thân thể hình thành một tầng thật dày hộ thuẫn. Hung trừ ánh mắt ngưng trọng, thất phẩm thú giáp. Khuyển tộc trấn tộc chi bảo, bên trong khí linh so với Toàn Diệu còn muốn cổ lão. Không nói những cái khác, lực phòng ngự kinh người. Lữ Thiếu Khanh kia tiểu tử một chiêu này không phá nổi phòng ngự của hắn. Liễu Xích biểu lộ vô cùng ngưng trọng nhìn qua từ trên trời giáng xuống chín đạo tinh quang, tựa như thế gian nhất cường đại quang mang đồng dạng. Nếu để cho ngươi đi, ngươi có thể đỡ nổi sao? Hung trừ nghẹn lời, chín đạo tinh quang, cho dù là đi theo thật xa cũng có thể cảm thụ được hắn đáng sợ uy lực. Hung trừ thật đúng là không có lòng tin kia. Ta nếu là có một kiện cấp 7 thú giáp, tuyệt đối gánh vác được. Đang lúc nói chuyện, tinh quang rơi xuống, tựa như lưu tinh trùng điệp nện ở Toàn Diệu trên lưng. Ầm ầm. Kinh thiên động địa bạo tạc vang lên, đáng sợ năng lượng phát tiết. Liễu Xích, Hung trừ sắc mặt hai người đại biến, không nói hai lời vội vàng lui lại. Đáng sợ bạo tạc để tầng cương phong vì vậy mà biến mất, lộ ra một mảng lớn khu vực chân không. Không gian sụp đổ, hư không phong bạo, cương phong, cuồng bạo năng lượng hỗn tạp cùng một chỗ, hình thành sóng xung kích hướng về chu vi khuếch tán. Uy lực khủng bố đồng dạng lan đến gần mặt đất. Phía dưới ngay tại chém giết đám yêu thú tuyệt đối không nghĩ, tới trên đỉnh đầu sẽ bộc phát đáng sợ như vậy, sóng xung kích. Vô số không tránh kịp đám yêu thú kêu thảm biến mất. Phát, xảy ra chuyện gì? Trên trời luyện hư kỳ tự bạo sao? Khủng bố như vậy uy lực, đến cùng ai? Không phải là chúng ta vương sao? Phía dưới vô số yêu thú bị dọa đến run lẩy bẩy, hoảng sợ không thôi. A, trên bầu trời, kinh khủng bạo tạc biến mất, Toàn Diệu tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Liễu Xích cùng Hung Trừ tập trung nhìn vào. Toàn Diệu dáng vẻ càng thêm thê thảm, không có bị thú giáp bao khỏa địa phương đã biến mất hơn phân nửa, phảng phất bị chó gặm đồng dạng. Cách thật xa, Liễu Xích cùng Hung Trừ đều có thể cảm thụ được thảm liệt khí tức. Đáng chết. Toàn Diệu hai mắt đỏ bừng, nhưng mà Lữ Thiếu Khanh công kích cũng không có đình chỉ, hung hăng đi vào trước mặt hắn, một kiếm đánh xuống. Giống. Toàn Diệu nổi giận gầm lên một tiếng, trên người thú giáp lại một lần nữa sáng lên, một cái màu trắng tiểu cầu xuất hiện. Hung Trừ kinh hô một tiếng, khí linh, cấp 7 khí linh, Toàn Diệu muốn liều mạng. Chương 1620, ngươi xem xét liền rất ăn ngon. Khí linh xuất hiện, mang ý nghĩa pháp khí có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Vừa rồi Lữ Thiếu Khanh một kiếm đều không có biện pháp phá vỡ Toàn Diệu thú giáp phòng ngự. Hiện tại thú giáp khí linh xuất hiện về sau, Lữ Thiếu Khanh muốn phá vỡ Toàn Diệu phòng ngự càng thêm gian nan. A, ha ha, nửa cái mạng lại đi một nửa, đau nhức để Toàn Diệu cười đều khó mà ăn khớp. Hắn thử lấy răng, lòng tin 10 phần, lần này ta nhìn ngươi còn như thế nào đối phó ta. Toàn Diệu trên mặt là cười lạnh, nhưng là trong lòng lại là hận ý trung thiên. Vốn cho rằng bị hắn một bàn tay đánh bay Lữ Thiếu Khanh là thứ cặn bã, không nghĩ tới so hồ ly còn giảo hoạt. Thừa dịp hắn buông lỏng cảnh giác thời điểm đối với hắn xuất thủ. Một cái mạng đi hơn phân nửa, hiện tại lại đi một nửa, sắp chết. Vốn nghĩ có thể tại tiền bối trước mặt xuất một chút danh tiếng, thêm điểm điểm. Hiện tại điểm số khẳng định bị giảm đến phụ điểm. Không cắn chết Lữ Thiếu Khanh, không đem xương cốt của hắn vừa đi vừa về gặm ăn khó tiêu mối hận trong lòng. Hận ý trùng thiên cũng làm cho lăng không tại Toàn Diệu trên đầu thú giáp khí linh. Đối Lữ Thiếu Khanh nhè răng trợn mắt, giống. Lữ Thiếu Khanh hét lớn, giống cọng lông, ngươi là chó, có thể hay không uông hai tiếng. Đừng sẽ biến người liền quên chính mình là con chó sự thật. Uông, đáng chết. Toàn Diệu gầm thét, hung hăng đưa tay vỗ xuống. To lớn cẩu chảo phong mang, xé rách không khí, tiếng thét bên tai không dứt. Lữ Thiếu Khanh trường kiếm đâm thẳng, kiếm ý dữ dằn. Bành. Ôi, Lữ Thiếu Khanh bị đánh bay, mà Toàn Diệu lại không nhúc nhích tí nào. Thân thể to lớn cũng làm cho hắn lực lượng to lớn. Ha ha, Toàn Diệu cười ha hả, lần này va chạm, hắn là một chút sự tình đều không có, ta nhìn ngươi như thế nào cản rỡ. Nhưng mà hắn vừa dứt, trên đầu liền truyền đến gầm lên giận dữ.
giống, gâu. Toàn Diệu kinh hãi, Tiếu Dung biến mất. Trên đỉnh đầu, một cái cùng thú giáp khí linh không sai biệt lắm lớn nhỏ tiểu nhân ngay, tại an lấy hắn khí linh chùy. Đánh trúng hắn khí linh gâu gâu gọi. Sao, chuyện gì xảy ra? Đúng rồi, cứ dựa theo lão đại nói như vậy, là chó, liền phải học chó sủa. Cả ngày học người giống cái gì giống? Dọa sợ tiểu bằng hữu. Đến, để cho ta gặm ngươi mấy ngụm, ngươi xem xét liền rất ăn ngon. Lão đại nói qua thịt chó ăn ngon, không biết không phải là loại chó như ngươi thịt. Tới. Mặc Quân một bên nện lấy thú giáp khí linh, một bên hạ miệng. Phốc. Một tiếng vang nhỏ, Mặc Quân nhẹ nhõm cắn xuống một khối. Thú giáp khí linh kêu thảm, gâu gâu. Đồng thời, Toàn Diệu kinh hãi, đây là có chuyện gì? Xa xa Liễu Xích cùng Hung Trừ cũng nhìn thấy một màn này, lập tức trợn tròn mắt. Cùng là khí linh, vì cái gì chênh lệch như thế lớn? Lữ Thiếu Khanh khí linh tính 10 phần, tựa như chân nhân, cùng cấp 8 tiền bối Bạch Thước đồng dạng. Toàn Diệu thú giáp khí linh mặc dù cũng là cấp 7 pháp khí khí linh, nhưng lại bị Mặc Quân đè lên đánh. Toàn Diệu cảm nhận được khí linh truyền đến cảm giác sợ hãi cảm giác. Kia là bắt nguồn từ linh hồn sợ hãi, là bị áp chế sợ hãi. Nên, đáng chết. Toàn Diệu vội vàng rót vào linh lực, trợ giúp chính mình khí linh. Nhưng mà bên kia Lữ Thiếu Khanh giết trở lại đến, đem Mặc Quân kiếm ném một cái. Mặc Quân kiếm thu nhỏ, bị Mặc Quân giữ tại trong tay, trực tiếp đem thú giáp khí linh đầu chặt đi xuống. Thú giáp khí linh liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Mặc Quân dẫn theo đầu chó gặm hai cái, trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu lộ, hương vị kém một chút. Mặc dù là cấp 7 pháp khí khí linh, nhưng là cùng cấp 7 thiên thạch so sánh, cảm giác không được, chớ nói chi là cùng hắc thước so sánh với. Được rồi, tốt hơn không có. Sau đó lại một kiếm chặt xuống, tiểu cẩu, đừng nhúc nhích, để cho ta chặt ngươi. Toàn Diệu muốn điên rồi. Hắn liều mạng muốn cho chính mình khí linh trợ giúp, nhưng mà hắn khí linh trên đẳng cấp cùng Mặc Quân kém không phải một chút điểm. Không có mấy lần, thú giáp khí linh liền bị chém vào thất linh bát lạc, thoi thóp, còn lại cũng tranh thủ thời gian lùi về thú giáp bên trong, không còn dám ra. Thú giáp quang mang ảm đạm, phẳng phất tại trong góc thả trăm ngàn năm, uy lực giảm nhiều. Mặc Quân kiếm một lần nữa trở lại Lữ Thiếu Khanh trên tay, không nói hai lời đối Toàn Diệu chính là một kiếm. Vẫn như cũ đối Toàn Diệu đầu chặt xuống. Phát giác được Mặc Quân kiếm sắc bén, Toàn Diệu hoảng sợ không thôi, lại một lần nữa thúc giục thú giáp. Bành, phốc, a, tia lửa tung tóe, cuối cùng thú giáp vỡ tan, Toàn Diệu đầu chó lại một lần nữa bị bổ xuống. Toàn Diệu cũng nhịn không được nữa, thân thể cấp tốc thu nhỏ. Biến lớn thân thể chỗ tốt không có thể hiện, ngược lại bị người liên tục chặt đầu. Toàn Diệu đầu lần nữa huyễn hóa ra đến, đối Lữ Thiếu Khanh chính là gào thét. Lại một lần nữa thi triển thiên cẩu thôn nguyệt, to lớn hấp lực truyền đến. Hận không thể một ngụm đem Lữ Thiếu Khanh cắn thành nát mạt. Ngây thơ, ngươi làm ta là xòa điểu sư huynh, đứng đấy bất động cho ngươi hút sao? Xem kiếm. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, hết sức khinh bỉ Toàn Diệu đầu óc. Chiêu thức giống nhau, ta đều mẹ nó nhìn hai lần, nếu là còn có thể đối ta hữu dụng, chính ta cắt cổ được. Sau khi nói xong, hắn khí tức đột nhiên biến đổi, trong đôi mắt xuất hiện âm dương đồ án. Trường kiếm vung lên, trên bầu trời lần nữa chín đạo tinh quang oanh minh mà xuống. Toàn Diệu huyễn hóa, mà ra thân thể khổng lồ tại tinh quang bên trong bị phá tan thành từng mảnh, thú giáp quang mang tăng vọt, tiến tới ảm đạm, cuối cùng vỡ vụn, chia năm xẻ bảy. A, Toàn Diệu thân thể bị xuyên thủng, huyết nhục văng tung tóe, tiên huyết giải đầy bầu trời. Không thuộc về thế giới này kiếm quyết triệt để đem Toàn Diệu đánh bại. Toàn Diệu một hơi chỉ còn lại mấy phần, hắn sợ hãi. Tại tinh quang tiêu tán thời khắc, hắn kéo lấy thân thể tàn phế hướng về Mặc Họa phóng đi. Trước, tiền bối, cứu ta. Toàn Diệu dáng chống đỡ lấy một hơi, đối Mặc Họa hô to. Song khi hắn nhìn thấy Kế Ngôn một kiếm đem Mặc Họa đánh bay, máu vẩy vạn dặm về sau, hắn không nói hai lời, quay người liền hướng về một phương hướng khác bỏ chạy. Ta đi, quá hung tàn. Đến cùng là nơi nào xuất hiện hỗn đản? Toàn Diệu trong lòng mắng to đồng thời, cấp tốc trốn chạy. Hắn cảm nhận được xương thần khí tức, biết rõ xương thần tuyệt đối là đùi. Trước mắt Mặc Họa bất quá là một bộ phân thân mà thôi. Chỉ cần hắn chạy khỏi nơi này, giữ được tính mạng, đến thời điểm trở lại ôm chặt xương thần đùi, hắn đồng dạng có thể đạt được muốn đồ vật. Dù sao, hết thảy đều là lấy mạng nhỏ là tiền đồ. Mệnh cũng bị mất, còn nói cái rắm. Ngốc chó, trốn chỗ nào? Hét lớn một tiếng, Lữ Thiếu Khanh xuất hiện ở phía sau hắn. Toàn Diệu tức giận đến toàn thân phát run, hận không thể quay đầu cùng Lữ Thiếu Khanh liều mạng. Ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ trở về giết ngươi.